Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Danoman, phát thanh viên của Án Thông Tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngoại hình của Spinosaurus là một đề tài đã quá quen thuộc với các fan khủng long. Tuy các nhà khoa học đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nó, phân tích hóa thạch cũng như đưa ra các giả thuyết, nhưng cho đến nay thì xoay quanh vấn đề ngoại hình của Spinosaurus vẫn có nhiều bí ẩn chưa thể lý giải và việc phục dựng ngoại hình chính xác của con khủng long này vẫn là một thách thức lớn đối với ngành cổ sinh vật học. Ngày hôm nay, để mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quan về quá trình cũng như thực trạng phục dựng ngoại hình của Spinosaurus, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về những gì mà các nhà cổ sinh vật học đang có trong tay, các bạn phục dựng qua các mốc thời gian khác nhau cũng như triển vọng trong tương lai nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước hết, có bột mới gột nên hồ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem các nhà cổ sinh vật học đang có những chất liệu gì trong tay để có thể phục dựng ngoại hình của Spinosaurus. Được khám phá vào năm 1915 bởi nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Rohmer, cho đến nay chúng ta đã có hơn một thế kỷ tìm hiểu và nghiên cứu chỉ khủng long nổi tiếng này. Tính tổng cộng thì chúng ta đã khai quật được khoảng trên 20 mẫu vật được gán cho Spinosaurus, với một số mẫu vật vẫn còn bị nghi ngờ về tính chính xác. Tuy nhiên, điều đáng buồn là độ nguyên vẹn của hầu hết các mẫu vật còn thấp, đa phần trong đó là những mảnh xương và răng đơn lẻ. Chỉ có khoảng 7 mẫu vật chính với độ nguyên vẹn tương đối và do đó cũng là tư liệu chính để phục dựng ngoại hình của Spinosaurus. Mẫu vật thứ nhất là mẫu định danh, chính là mẫu vật mà Stromer đã khai quật từ thành hệ Bahariya ở Ai Cập. Mẫu vật này bao gồm xương trước và xương góc của hàm dưới cả bên trái lẫn bên phải, dài tổng cộng 75cm, một mảnh xương hàm trên bên trái, 20 cây răng, 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, 3 đốt sống chậu, 1 đốt sống đuôi, 4 xương sườn ngực và một số mảnh xương sườn bụng. Ngoài ra còn có 9 gai lưng, trong đó cái cao nhất có chiều cao 1m65. Đây có lẽ là mẫu vật nguyên vẹn nhất mà chúng ta có về Spinosaurus. Nó vừa là mẫu định danh của chỉ Spinosaurus và cũng là mẫu định danh của loài điển hình Spinosaurus aegypticus. Chỉ đáng tiếc là mẫu vật này đã biến thành tro bụi trong một cuộc không kích của đồng minh xuống thành phố Munich của Đức Quốc xã, trong đó bảo tàng cổ sinh vật học Munich là một trong những địa điểm bị trúng bom đồng minh nặng nhất. Ngày nay thì tất cả những gì chúng ta có về mẫu định danh của Spinosaurus là các bản vẽ và bản mô tả chi tiết của Ernst Rohmer. Ngoài ra còn có 2 bức ảnh chụp cũ được tìm thấy vào năm 2000. Mẫu vật tiếp theo là NMC50791, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tự nhiên Canada. Là một đốt sống cổ giữa dài 19,5cm, được khai quật từ loạt kem kem ở Maroc. Vào năm 1996 thì mẫu vật này được mô tả và xác định là mẫu định danh của một loài mới trong chi Spinosaurus với danh pháp hai phần là Spinosaurus Marocanus. Một số mẫu vật rời rạc khác cùng thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Tự nhiên Canada cũng được gán cho loài mới này. Mẫu vật thứ ba là MNHNSAM124, nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Pháp, được mô tả năm 1998, là một cái mõm không nguyên vẹn của con khủng long, bao gồm xương tiền hàm trên, xương lá mía và mảnh xương hàm dưới. Bề rộng của mẫu vật này khoảng hơn 13cm, nên được khai quật tại Algeria và ban đầu được gán vào loài Spinosaurus Marocanus. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng giữa Spinosaurus Marocanus và Spinosaurus aegypticus không có quá nhiều khác biệt để phân thành hai loài riêng, và do đó mẫu vật này vẫn thuộc về loài Spinosaurus aegypticus. Mẫu vật thứ tư là BM231, nằm trong bộ sưu tập của Văn phòng Khai mỏ Quốc gia Tunisia, được mô tả năm 2002, là một mảnh xương trước hàm dưới dài 11,5cm. Nó gồm có 4 ổ răng kèm theo 2 chiếc răng không nguyên vẹn. Mẫu vật thứ năm là UCBC2, nằm trong bộ sưu tập cổ sinh của Đại học Chicago, bao gồm 2 mảnh xương mũi hẹp cắn với nhau, có phần mào xương nằm giữa hai mắt được bảo quản. Mẫu vật này dài 18cm, được khai quật từ loạt kem kem ở Maroc, do nhà cổ sinh vật học người Ý Cristiano Da Sasso cùng các cộng sự mô tả khoa học vào năm 2005. Mẫu vật thứ 6 là MSNMV4047, thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Milan ở Ý, cũng do Da Sasso và các cộng sự mô tả vào năm 2005, là một cái mõm không nguyên vẹn dài gần 1 mét. Đặc biệt hơn là mẫu vật này còn được phát hiện cùng đốt sống đơn lẻ của một con cá, có lẽ là Oncopristis, vẫn còn nằm trong ổ răng. Đây cũng là mẫu vật có kích thước ước tính lớn nhất hiện tại, thuộc về một cá thể khi còn sống có thể đạt chiều dài hơn 15 mét. Mẫu vật thứ 7 là FSACKK11888,
một bộ xương không nguyên vẹn của một cá thể gần trưởng thành, được khai quật từ loạt game kem ở Maroc. Mẫu vật này được nhà cổ sinh vật học Nizar Ibrahim của các cộng sự mô tả vào năm 2014 và họ xem đây là mẫu định danh mới của Spinosaurus. Mẫu vật này bao gồm các đốt sống cổ, đốt sống lưng, gai thần kinh, xương chậu hoàn chỉnh, hai xương đùi, hai xương chày, xương ngón chân, đốt sống đuôi và một vài xương sườn cùng các mảnh hộp sọ. Đây chính là mẫu vật hoàn chỉnh nhất mà chúng ta có kể từ sau khi mẫu định danh bị phá hủy, nhưng nó cũng là nguồn cơn dẫn đến những tranh cãi nảy lửa gần đây về ngoại hình của Spinosaurus, bao gồm các vấn đề như tỷ lệ của chi sau, tư thế di chuyển của Spinosaurus cũng như khả năng bơi lội của nó. Và đương nhiên, với độ hoàn chỉnh không cao thì các nhà cổ sinh vật học sẽ không thể chỉ dựa vào các mẫu vật của chính Spinosaurus để có thể phục dựng đầy đủ những ước tính kích thước của con khủng long này. Để có thể đi xa hơn thì họ cũng cần những phát hiện liên quan đến các họ hàng của Spinosaurus, trong đó có những mẫu vật có độ hoàn chỉnh khá cao, chẳng hạn như Baryonyx vào năm 1986, Irisator vào năm 1996 và Suchomimus vào năm 1998. Baryonyx và Suchomimus với bộ xương tương đối đầy đủ sẽ là cơ sở để các nhà cổ sinh vật học tham khảo tỷ lệ nhằm ước tính kích thước của Spinosaurus. Còn Irritator với hộp sọ hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện trong số các loài đại long xương gai sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phục dựng hành vi ăn mồi cũng như chuyển động miệng của Spinosaurus nói riêng và các đại long xương gai nói chung. Vậy thì quá trình phục dựng chi tiết của Spinosaurus đã diễn ra như thế nào? Với mẫu định danh năm 1915, Ernst Stromer đã đưa ra bản phục dựng đầu tiên của Spinosaurus. Vì không có hộp sọ hoàn chỉnh mà chủ yếu chỉ có phần hàm dưới, Stromer đã đưa ra một bản phục dựng tương đối giống với các theropod nổi tiếng vào thời đó, trong đó có T-Rex, với phần hàm trên có độ cao lớn hơn nhiều so với hàm dưới, hộp sọ ngắn, tư thế di chuyển bằng hai chân giống như kangaroo. Hình dung này không thay đổi quá nhiều trong một thời gian dài, trở nên phổ biến qua những bức tranh cổ sinh trong phần lớn thế kỷ 20. Rõ ràng Spinosaurus của phần lớn thế kỷ 20 rất khác so với những gì chúng ta biết ngày nay. Vậy thì điều gì đã thay đổi? Với việc phát hiện ra các loài họ hàng của Spinosaurus như Baryonyx, Irritator, Suchomimus cùng những mẫu vật mới như MHN, SAM-124, chúng ta biết rằng hàm trên của Spinosaurus không cao như các theropod lớn khác mà nồng hơn nhiều, đồng thời cũng dài hơn. Điều đó khiến cho hộp sọ của Spinosaurus trông khá giống hộp sọ của cá sấu hiện đại. Điều này dẫn tới một trong những thay đổi lớn đầu tiên về ngoại hình của Spinosaurus. Chính vì thế, chúng ta có một Spinosaurus với phần mõm giống cá sấu trong Jurassic Park phần 3, công chiếu năm 2001. Hơn nữa thì từ thập niên 1970, tư thế của các loài khủng long chân thú cũng đã dần thay đổi từ tư thế kangaroo sang phần thân bố trí nằm ngang như hiện nay. Một thay đổi khác chính là cây mào trên hộp sọ của Spinosaurus. Từ hộp sọ của các chi họ hàng như Baryonyx và Suchomimus, người ta đã đoán rằng Spinosaurus có thể cũng có mào ở phía trước hai mắt tương tự, nhưng vị trí và hình dạng chính xác thì chưa thể nói ra cụ thể là như thế nào. Các bản phục dựng đầu tiên có mào sẽ có phần mào hơi giống của Baryonyx và Suchomimus, trông hơi thấp. Phải đến mẫu vật UCBC2 thì các nhà cổ sinh vật học mới khẳng định điều này và phục dựng cái mào của Spinosaurus một cách chính xác hơn. Cái mào này cũng nằm ngay trước mắt, cao hơn mào của Baryonyx và Suchomimus một chút, có ránh. Phát hiện lớn tiếp theo về Spinosaurus diễn ra vào năm 2014 với mẫu vật FSACKK11888. Đây là mẫu vật đầu tiên có một cái đuôi gần như hoàn chỉnh và nó khiến cho tạo hình đuôi trong các bản phục dựng Spinosaurus thay đổi hoàn toàn. Các đốt sống đuôi của Spinosaurus cũng sở hữu các gai thần kinh khá cao và do đó khi còn sống, cái đuôi này sẽ trông giống như một cái mái chèo lớn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mẫu vật năm 2014 với chi sau khá hoàn chỉnh cũng để lại một dấu hỏi lớn về kích thước của chi sau cũng như kích thước di chuyển của Spinosaurus. Mẫu vật này cho thấy chi sau của Spinosaurus ngắn hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ trước đó và do vậy trọng tâm của cơ thể Spinosaurus sẽ nằm đâu đó gần vùng ngực thay vì gần vùng hông như các theropod khác. Điều này đồng nghĩa với việc Spinosaurus khó có thể di chuyển bằng hai chân hiệu quả, dẫn đến giả thuyết cho rằng Spinosaurus di chuyển bằng bốn chân là chính. Những nghiên cứu sau đó đã chỉ ra những sai lầm của giả thuyết này bởi bản phục dựng của Nizar Ibrahim dựa trên phép ngoại suy từ những cá thể có kích thước khác nhau và kết quả có thể không chính xác. Và thật ra chi sau của Spinosaurus không ngắn đến vậy. Nghiên cứu năm 2018 và 2024 cho rằng Spinosaurus di chuyển bằng hai chân như các theropod khác dù có thể kém hiệu quả hơn. Một điểm mới khác của bản phục dựng năm 2014 là hình dạng cánh buồm. Cánh buồm lúc này trông có dạng giống chữ M hơn là một đường cong bình thường. Nghiên cứu năm 2014 cũng góp phần bác bỏ một giả thuyết cho rằng cái gai thần kinh trên lưng của Spinosaurus dùng để chống đỡ một cái bú có chữ M lớn theo Jack Bowman Bailey vào năm 1997.
Do vậy, trong nhiều hình ảnh phục dựng sau thời điểm này, chúng ta sẽ thấy cánh buồm của Spinosaurus có dạng chữ M giống như cánh buồm của cá buồm. Và một nghiên cứu năm 2015 cho rằng hình dạng này có tính năng thủy độc học tương tự như cá buồm. Tuy nhiên, hình dạng này vẫn mang tính phỏng đoán và không ai dám chắc đâu mới là hình dạng chính xác của nó. Lối sống của Spinosaurus cũng là một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Suốt một thời gian dài khi chưa có nhiều mẫu vật và bằng chứng, người ta vẫn nghĩ rằng Spinosaurus là một con khủng long săn mồi trên cát. Tuy nhiên, những bằng chứng mới liên tiếp xuất hiện cho thấy nó có thể là một con khủng long đã thích nghi với chế độ ăn thiên về cá, chẳng hạn như mõm dài như cá sấu, hóa thạch đốt sống cá trong ổ răng. Các loại hoa hàng như Baryonyx cũng thiên về ăn cá. Năm 2010, một phân tích đồng vị cho thấy tỷ lệ đồng vị oxy trong răng của Spinosaurus tương đương với răng của các loài bán thủy sinh như rùa và cá sấu hay là răng của các theropod sống cùng khu vực. Họ cho rằng Spinosaurus có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ săn mồi trên cạn và dưới nước trong cuộc cạnh tranh thức ăn với các đối thủ. Lisa Ibrahim cùng các cộng sự cũng chỉ ra rằng xương của Spinosaurus có độ đặc rất lớn, cùng với những đặc điểm khác như đuôi mái chèo cho thấy nó có khả năng bơi lội rất tốt để có thể chủ động lặn xuống nước và đuổi theo con mồi một cách thoải mái như một loài bán thủy sinh thực thụ. Tuy nhiên, Donald Henderson lại cho rằng cơ thể của Spinosaurus có độ nổi khá lớn so với cá sấu và do đó không thể lặn dưới mặt nước được. Nghiên cứu của Bocereno vào năm 2012 và Nathan Merville vào năm 2024 cũng đều chỉ ra rằng Spinosaurus không phải là một tay bơi hiệu quả. Thay vì chủ động săn đuổi con mồi dưới nước, chúng sẽ hoạt động như những kẻ mai phục, rình mồi ở vùng nước nông giống hệt như chim diệc. Những ước tính về kích thước của Spinosaurus cũng khá đa dạng, dù tất cả đều chỉ ra rằng đây là một con khủng long có kích thước rất lớn, với chiều dài có thể đạt đến trên 15m, dù cấu trúc cơ thể của Spinosaurus sẽ không đôi con như T-Rex. Các ước tính hầu hết đều dựa trên việc phục dựng hộp sọ, ước tính chiều dài của hộp sọ, từ đó dựa trên tỷ lệ cơ thể của loài họ hàng có bộ xương đầy đủ hơn, chẳng hạn như Baryonyx và Suchomimus, để suy ra chiều dài của Spinosaurus. Năm 2005, dựa trên kích thước của các mẫu vật như MS-NMV-4047, UCBC-2 và mẫu định danh, đồng thời giả định rằng phần sau hốc mắt của hộp sọ Spinosaurus sẽ tương tự như phần sau hốc mắt của hộp sọ Irritator. Dasaso cùng các cộng sự ước tính hộp sọ của Spinosaurus sẽ có chiều dài lớn nhất khoảng 1m75. Một số ước tính gần đây hơn đã giảm chiều dài hộp sọ của Spinosaurus xuống còn 1,6-1,68m. Trong khi đó, Suchomimus có hộp sọ dài khoảng 1,2m, chiều dài cơ thể ước tính khoảng 11m. Từ tỷ lệ chiều dài hộp sọ và chiều dài cơ thể của Suchomimus, suy ra Spinosaurus có thể dài từ 16-18m, một con số rất kinh khủng. Nhiều ý kiến khác khiêm tốn hơn cũng đưa ra con số khoảng 14-15m. Rõ ràng là việc đưa ra một con số chính xác về kích thước của Spinosaurus hết sức khó khăn do sự rời rạc và kém hoàn chỉnh của các mẫu vật. Và tóm lại, ngày nay chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về Spinosaurus. Dù về hình dạng tổng thể thì chúng ta đã có thể hình dung được tương đối về con khủng long này. Nó có kích thước rất lớn, hộp sọ dài như cá sấu, thích nghi để ăn cá. Trên lưng của nó có một cánh buồm lớn, dù chưa rõ hình dạng và chức năng cụ thể. Nhiều khả năng nó vẫn di chuyển bằng hai chân như các theropod, nhưng không nhanh nhẹn và hiệu quả bằng. Nó có một cái đuôi lớn giống mái chèo, nhưng khả năng bơi lội đến đâu thì vẫn còn là một cuộc tranh luận gay gắt, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi diễn biến của cuộc tranh luận này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.